ác thiệt hay ha. Nè, miếng lactic mà từ dưới mơ lường anh em thấy này, nó dợp lên. Dợt lên nó búng ra luôn. Ác chiến không? Mới đi khai thác ở cái vùng khám bố lên. Gù anh em ơi. Hàng này là dân biển gọi là bò gù. Này là hàng mô tạc nha. Người đại dương, di vàng. Quá đẹp ha. Từ ống à, từ ống à. Đẹp quá. Cái này có lưới quay này khai thác luôn hả em? Này nó đứng đèn ở đây. Đứng đèn đi khơi không đứng đèn rồi vậy. À. Này mình bữa nay mình vô được mấy tấn anh? 10 tấn. 10 tấn hả? 10 tấn nè, cái dòng cá ồ dư lợ thu khơi là chính này chắc ít ha. Này được 4 con này, tươi quá ha. À. Này giờ mình bán hàng mù tạc hay hàng xuất khẩu đây? À. Xa này anh độ khoảng tầm bao nhiêu ký? Con gì khoảng tầm bao nhiêu ký? 50 ký à? 50 à, 50 cân vậy thuộc hàng xuất khẩu rồi. Hàng mù tạc gọi là hàng chợ là nó vài chục cân thôi. 50 cân thì cho mình cho phòng khổng là 100.000 ký nha. Mình cho phòng khổng đây. Những con này 5 triệu, 4 con này cho phòng khổng là 20 triệu ha. Anh vô gần cả chục tấn. Bữa giờ đi mấy ngày mới vô em? Đi 4-5 ngày hả? Được chục tấn không? À, mới đi 4-5 ngày à. 4-5 ngày chục tấn là bữa nay cho gieo động cá tầm vài mươi ha. Chục tấn là đi 4-5 ngày kiếm 200 triệu rồi. Này một tháng anh em làm 3 chuyến thì giao động 700-800 triệu 1 tỷ ha. Hấp dẫn ha. Cá mùa đông mùa này cá có giá lắm nha. Thôi 4 con cá ngừ này tạm thời gác quan bên, mình sẽ đi khám phá thêm những cái mẻ cá mà anh vừa mới khai thác lên. Bên kia thì có thu nha, thu hũ khơi. Này trước ngày mới đi 4-5 ngày vô. Này máy lưới quay trong đèn. Coi thử là mấy anh đánh khai thác 4-5 ngày vừa rồi là cá nào là chính nha anh em. Chục tấn cá gì nhiều anh Giang? Mì đen hả? Mì đen rỉ đâu, mì đen. À vậy nè. Mì đen 10.000 ký hả? 13.000 ký. Nói chung hồi nãy mình tưởng đâu là cái sản lượng đó cá ngừ là chính, nhưng mà bữa nay là đa phần là cá mì đen là chính anh em ơi. Giá trị nó rẻ nhưng mà bù lại nó có cá thu. Mì đen rẻ nhưng mà bù lại nó có giá trị của cá thu nha anh em. Này lưới trong đèn thì nói chung là lưới nó cũng gọn lưới lắm. Gắn cái chuồng cảo chà bé. Chuồng cảo này mặt lớn lắm anh em. Chiếc này lưới trong đèn nhưng mà cái trụ này trụ mới thay, trụ mới mà vuông chuộng là đẹp lắm. Trụ này chắc phải tầm 40 vuông á. Dàn lưới trong đèn thì phen nó nhẹ lắm nha, phen nó gọn lắm. Này nè, này bắt đầu tới tháng mùa đông rồi, này mấy anh em lưới trong đèn là vô trong trong cái cảng cá Phú Lạc, Phú Yên mình là bán cá trao đổi hàng hóa là nhiều lắm. Họ biết năm nào mấy anh cũng vô, chỉ có điều mình không nhớ mặt ghe thôi. Năm nào mấy anh cũng vô. Đây mấy anh em lưới chuồng. Sao bữa giờ làm đạt không? Wow. Năm nay nghỉ ngơi nhiều hơn đi làm. Chắc sang năm đi làm nhiều. Quá chiến đấu rồi.
đủ ngơ. Đây mình khám phá bên trong sẹp tầng lầu tí xíu nha, đứng khu vực đây anh, do không có thuyền viên nên là mình đứng khu vực này nó hay hơn. Tầng lầu máy ảnh là ở đây, hai tầng thoải mái, đi sảnh hai bên rồi thoải mái thật sự. Mà nếu mà nếu quay đi thiết kế dàn cabin sảnh hai bên vậy là đi đứng thoải mái lắm, nó cũng thoáng chứ nó không có bịt bùng. Mà ở trên còn một cái tầng cho anh thuyền trưởng nữa. Ở dưới này giờ hiện tại là không có ai, chỉ có ở trên có ông thuyền trưởng nổ máy vậy thôi. Trên kia lưới cước, nói chung là lưới cước chứ mình cũng chả biết là lưới chầm, lưới chuồng hay là lưới gì nữa. Đủ loại lưới, lưới cước là nhiều loại lưới lắm. Nè, trên này còn cái gian lái của cái ông thuyền trưởng nè, ổng ở đây ổng điều hành làm vòng ấy. Cũng đủ loại hết, xe mì đen rồi nục khơi, nục cây, thu lộn thu nhiều lắm, thu với vũa cực kỳ nhiều luôn. Lòng này ai mua lòng bà gù mà mua mấy bộ này là chất lượng tươi lắm. Sorry, đây mình tới sơ sơ đây để thấy cái mặt ghe thử, cái ông này có quen mấy năm trước ổng có vô đây chưa nha. Do đeo phần là mấy ông này là vô Phú Lạc là nhiều năm rồi, không phải năm đầu tiên. 94517 chiếc này mở nó cũng căng, bọt ghe nó không phải là quá mới nhưng mà mở nó cũng căng. Có trụ, trụ mới thay đã, trụ nó nguyên nguyên tinh, nó không có lẹm. Cây thì nói chung trẻ hiểu cây gì, thợ thay nhiều vô, nhiều khi nhìn vô làm gì biết cây anh em. Sớ gỗ nó chưa chưa sơn phết rồi này nọ dòm kỹ mới biết cây, còn cây sơn rồi là qua lời cỡ của chủ ghe thôi, chứ không nào tài giỏi cỡ nào mà biết được hết á. Chợ kế lẫn xóm nha, đây khai thác luôn đi, chợ kế lẫn xóm cho anh em nhái tươi rối à, vừa nướng với làm gỏi. Ồ bên này có ồ tươi lắm, dành cho anh em ơi, dành chợ dành này tươi, tươi ống luôn rồi. Tươi lắm, mì đen này, mì đen bỏ đầy cản luôn. Chợ dành anh em, ké này ké re vô trong ngày, ké đẹp lắm. Ồ ồ với là bông, bông nhỏ nhỏ, bông hàng. Mỗi lần quay một clip là phải giặt đồ nha, xuống dưới cảng là nước ké nước đồ dơ giấy lắm, phải không? Bây giờ là tầm 1 giờ chiều á, 1 giờ chiều tại bến ké Phú Lạc, cập nhật anh em lưới quay ngày của Bình Định vô buôn bán tại cảng ké, trao đổi hàng hóa cho quý anh em ở trên kênh YouTube của mình xem. Thời gian vừa rồi là Bình rất là bận cho nên không ra nhiều clip cho anh em xem được, anh em cũng trách móc mình cũng nhiều. Thời gian bây giờ là nó rảnh rỗi cho nên là mình sẽ cập nhật nhiều hơn cho anh em xem. Ở đây có cái dàm, dàm này là dàm biệt nha, cái vải của nó giống như là cái vải của vườn Âu vậy á, nó mỏng thôi chứ nó bịt nước ác lắm. Dàm này nó lại mắc tiền hơn dàm bố nha anh em, dàm bố là người ta gọi là dàm lược, và nó rẻ tiền hơn. Nhưng mà nhìn cái dàm bố là cái dàm nó rất hung dữ, nó chắc chắn nhưng mà thật sự nó rẻ hơn á. Cầu đẹp á, cầu đẹp, cầu này vừa mới thay luôn, mới trốn luôn. Dàm viết nè, xuống phen nè, phen toàn phen 5kg không à. Ngồi trong đèn thì anh em bạn là ngủ thoải mái lắm. Rê trong có dậy đẩy đêm 2 giác 3 giác vậy khỏe, không có chạy giò, sướng nhiều.
sướng nhiều hơn nhiều so với mấy anh em đảo dò. Đảo dò tìm cá rồi vô điểm rồi tranh giành đồ cả đêm. Trước nay em sử dụng hai mấy kéo, đa phần mấy anh lưới quay ngày này chưa thấy cái anh nào cập nhật cái dàn sàn. Ý lộn, anh mấy anh lưới quay trong đèn, mấy anh lưới quay trong đèn là mình hiếm lắm, chưa thấy anh nào cập nhật cái dàn sàn. Đa phần mấy anh xài hai mấy kéo luôn. Nhìn lưới cũng chắc trời đóng rồi nha. Ra cái tầng xe quẹ của ảnh nó keo lắm, nên lưới chắc ủng nó hơi keo. Với là anh đóng cái quãng hầm gần như là nó nằm muốn chính giữa luôn. Thôi chúc mấy anh em mình làm ăn rồi cho nó thắng lợi, vô cảng bán ké nhiều cho nó xôm xao. Bởi vì đặc thù của những cái ngành kinh tế mà sống gần biển á, là người ta phụ thuộc vô kinh tế biển nhiều lắm anh em. Mỗi lần mà ghe tàu vô bán ké là anh em thấy là trên bờ là giải quyết rất là nhiều nhân lực. Đó, những người nhân lực làm ké nè, rồi buôn bán xong rồi anh em mua sắm đồ tạp hóa, đồ chợ, đồ quán rồi ha. Rồi quý số luôn nè, cũng bị ảnh hưởng nè, anh em xuống bán tờ tờ này nọ kia khác trúng tỷ tỷ. Rồi giải quyết nhà máy đá, rồi xe đông lạnh, rồi chợ búa đồ, quá trời luôn. Mấy chị rẫu 50 xu nhỏ nhỏ đây là cũng thu nhập từ kinh tế biển luôn. Đây nè, lưới nè, lưới cảng nè. Lưới cảng anh em đi không biết mấy ngày vô, nhưng mà giờ vô bán ké nè. Mấy lưới cảng đi gần gần này vô là ké tươi ống không rồi nha. Quá trời sơm sao luôn. Ở trên đây là lưới trong đèn, ké trong đèn. Nó hơi lâu ngày thì nó sẽ xấu ké xuống một xíu. Vừa rồi mới quay ở đây ké vô trong ngày cũng tươi, bây giờ chất lưới cảng này vô nữa là chắc ké tươi ống luôn á. Cái vết đá nó cảm giác nó vừa mới muối luôn à. Đá mà muối trên con ké, nhìn cái đá nó còn mới nữa. Giờ mấy chị lựa ra nè, nhìn ké đẹp lắm. Ké này nó sẽ mắc hơn ké muối lâu ngày cái chục rưỡi hai chục vé là bình thường nha. Sơm sầm quá, sơm sầm rồi. Hồi nãy là có này vô bán rồi nè, chứ này mà chưa vô bán, mà nếu mà giờ ké này lên là giành giật lắm á. Giờ cho vừa gom lại hết luôn, phân bổ lên những cái phiên chợ hiện, chợ vùng cao hay các cái tỉnh thành khác, họ mới tiêu thụ hết cái lượng ké được. Xa ra ngày động, nhưng mà cảng ké Cô Lạc là nói lượng ké vô là hầu như là ngày nào cũng có nha. Dũa con nào con nấy 5-7 kg, 10 kg không á. Thu ngừ, không phải thu ngừ, thu khơi, thu đen này. Mực xè này con sổng con lắm á. Giờ cái mớ gù với một số thu ngừ tươi là sẽ giải quyết gấp, đỡ đóng hàng kịp cho những cái phiên chợ cần hàng tươi. Quá đỉnh rồi. Trên này nữa nè, lưới cảng vô phân bổ hàng húa mùa đông mà nhìn nó bộ sơm sầm còn hơn kẻ mùa chính vụ nữa. Cờ viết, cờ lá, dẹp lép này, cá bông của hàng lưới cảng tươi ống à. Bên trên này là hua khôi Nghệ An. Hua khôi Nghệ An là vừa là hai chiếc hua khôi, chiếc này về sau vừa mới khai thác ở vùng khám bố lên, một hai ngày, dài dao động hơn 22 mét á. Tháng vừa rồi chiếc này làm đạt nha, chiếc này làm bao trăng luôn, giờ mới cái gì tỷ mấy, tỷ rưỡi dao động á. Chiếc này hôm trước mình có review cho anh em mình xem, nếu mà anh em còn nhớ cái chiếc ghe này mà hôm bữa từ trong này nè, nghe chỗ này nó chạy ra ngoài này á, mình có quay mà review cho anh em mình chạy cái máy nó hơi nặng lắm.
lúc đó là anh chạy cái cô Min K19, cô Min Thủy K19, nhưng mà nó chịu đời cũng không có nổi, bởi vì cái xác ghe này quá bự. Đây, đồ nó vỏ con sao mà nghe chỗ đây lắc tít mới, lắc tít đây mà ông nào lắc tít gì đây, mới đây bỏ hết một miếng lắc tít mà lên nữa. Nghe chỗ đây luôn, ác thiệt rồi. Nè, miếng lắc tít mà từ dưới mơ lường anh em thấy nó dợp lên, dợt lên nó búng ra luôn, ác chiến không. Mới đi khai thác ở cái vùng khám bố lên, mấy chỗ này không có dấu hiệu nhỡm hết trơn. Này không biết là chất lượng như thế nào đây, với là tùy theo cái công năng làm của anh em, với là cái sự qua chạm gì đó mình không có hiểu ha. Bất lắc tít hết. Mới đi khai thác ở vùng khám bố lên. Thì quay trở lại với câu chuyện lúc nãy, là lúc trước nó chạy cái K19 thủy cho chiếc ghe 22m ở quyền Nghệ An. Thì nói chung là mấy anh em đa phần mấy anh em đóng cái vỏ nó lớn, chứ còn mà nói sử dụng cái công sức máy thì thật sự mấy anh em xài cái công sức nó hơi nhỏ hơn so với chiếc ghe mấy anh em đóng. Thì chắc có lẽ là anh em sử dụng ở cái giải tua thấp, anh em đa phần là đi trong đèn, trong đèn đi khơi, trong đèn xài ở cái dãy tua thấp thì nó đáp ứng được anh em. Còn nếu bây giờ mà sử dụng làm ngờ lưới quay mà ngờ đẻo dò là nó chịu đời không nổi. Đẻo dò, đẻo mò, sử dụng các cái công ngờ điện tử, mấy dò ngang để tìm cá là anh em ép ghe đi ở cái dãy tua cao, là cái máy nó nhỏ nó gắn chiếc ghe này là nó chịu đời không nổi. Mà nếu mà trời thêm gió thêm lượng nồm lên xăng nữa, nem ra nữa, mấy anh em ép máy là mấy chịu đời không nổi. Thì vừa rồi mới đem về xài đỡ vài tháng, xài đỡ vài tháng là cái máy nó chịu đời không nổi, mấy anh em thay. Vừa rồi đây là thay cái cô Mitsu hay là Mitsubishi gì đó, 700-800 mã lực, 700-800 mã lực cho chiếc ghe này. Vừa mới thay cách này khoảng vài tháng. Còn cái cô Min K19 500 mã lực thì sách lên bờ bán, gọi là bán quy chai. Bởi vì anh em biết khi mình ép máy là cái máy nó chịu đời không nổi rồi, nó gọi là banh tành cái máy luôn. Cái máy này mình biết là gọi là banh tành cái máy luôn, chứ không phải là nó còn chịu đựng được mà anh em hốt lên. Trong giữa mùa vụ thì anh em vừa thay cái máy 700-800 mã lực Mitsubishi, Komatsu gì đó. Mình nghe lóng thoáng nhưng thời điểm đó, thời điểm đi làm mình cũng đới đới, vừa khai thác dùng mà khám bố gì là anh em chở lưới về rồi đó. Mà cũng may mắn là vừa mới thay cái máy xuống là mấy anh em làm rất là hiệu quả, chúc mừng nha anh em ha. Mình thì mình quay clip thì anh em nào làm kinh tế biển thì mình làm mà hiệu quả là mình rất là hân hoan, một cái niềm vui không hề nhỏ đối với cái người quay YouTube giống như mình ha. Vừa mới lên anh em chở lưới về liền, cho anh em biết cái mùa này là mùa đông rồi, khi mà cho anh em ekip mà đi về nhà mà nghỉ khoảng thời gian lâu lâu là chừng kêu xuống là ví dụ 16 ông là kêu còn cỡ 12 ông à. Nhiều khi còn 10 ông à. Họ đi làm kinh tế bờ, anh em làm kinh tế bờ họ làm chuyện khác, kêu lại không có đủ nhân lực hả. Đây vừa rồi nghe anh em xuống làm cùng hiệu quả, mừng cho anh em. Một clip cũng gọi là quá trọn vẹn ha. Anh em mình xem nhớ bấm đăng ký theo dõi YouTube Bố Về Đi Biển để xem những video mà nó rất là thực tế, cộng thêm cái lời nói, cái lời chia sẻ của mình nó rất là thực tế luôn. Anh em mình xem còn nhiều tại phiên cảng này nữa, sẽ diễn ra cập nhật rất là nhiều các clip tiếp theo, rất bình dân và cũng không có kém phần thú vị cho anh em mình khi bỏ thời gian và xem những clip của mình quay. Cảm ơn anh em mình rất là nhiều.